Ngọc Oanh xin kính chào quý khán giả của Đài Nét Việt TV. Chào mừng quý vị cùng đến với một chương trình rất đặc biệt của đài chúng tôi. Đó là đến với chương trình Angel Beauty. Nói đến Angel Beauty thì quý vị cũng biết rằng là muốn có được một sức khỏe tốt, một làn da đẹp thì quý vị chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được Angel Beauty trong khu Grand Century Mall. Và ngày hôm nay thì Ngọc Oanh rất vui được giới thiệu đến quý vị khán giả một gương mặt rất là quen thuộc của đài chúng tôi, đó là chị Angel, là chủ nhân của Angel Beauty. Xin gửi lời chào thân mến đến chị ạ. Angel mến chào quý khán giả của Đài Nét Việt TV. Chào Ngọc Oanh. Dạ, rất là vui lần đầu tiên được nói chuyện với chị trong cái chương trình như thế này ạ. Dạ, Angel cũng rất là vui hôm nay là được ngồi với lại Ngọc Oanh. Dạ, dạ vâng. Quý vị cũng biết rằng là Angel Beauty có rất là nhiều sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe cũng như làm đẹp cho quý chị em phụ nữ cũng như là tất cả mọi người. Và đặc biệt ngày hôm nay thì chị được Ngọc Oanh được biết là chị đến với quán khán thính giả với một cái sản phẩm của một công ty rất là nổi tiếng. Đó là cái sản phẩm của công ty Fay Japan. Dạ, chị có thể nói về công ty này một chút được không ạ? Cái hãng Fay Japan này Ngọc Oanh là nó có trên 40 năm trên thị trường rồi. Và nó là ở tại thành phố Osaka. Nó là một cái tập đoàn nằm ở tại thành phố Osaka của Nhật. Và nó là có cái công thức của khoa học nghiên cứu được kiểm nghiệm lâm sàng. Khi mà nó kiểm nghiệm từ đầu cho đến cuối thì mới đem ra bán chứ ngoài thị trường. Và những cái sản phẩm này là hãng này nó rất là nổi tiếng về GMP organic, chất organic uy tín. Thì trong những cái hãng, trong cái những cái sản phẩm trong cái hãng này là rất là nổi tiếng về sức khỏe và sắc đẹp. Thì bây giờ Angel sẽ giới thiệu về cái sản phẩm của collagen. Dạ vâng. Hyaluron collagen plus. Thì collagen là Oanh biết rồi là sẽ giúp cho mình là căng da, rồi tóc đẹp nè, rồi về đau nhức. Thì cái trong cái nước collagen này là nó có cái hạt chai khóc. Thì hạt chai khóc là Oanh biết là nó rất là nổi tiếng về tóc và da. Và trong đây nữa đó là nó có cái biotin và elastin, rồi nó có vitamin C. Thì những cái chất này là kết hợp lại mà theo công thức đúng của cái khoa học nghiên cứu, nó sẽ giúp cho mình mau hấp thụ 100% vào cơ thể mình và giúp cho mình có một cái làn da sáng, trắng và đẹp, nhất là tóc không bị rụng và đau nhức nữa. Nó tốt về cho xương và gân. Thì Oanh biết á là ít có người nào mà biết mình cái collagen mà bị khi mà mất đi, khi mà mình dưới 30 tuổi á, thì cái collagen nó sản xuất cho nên lúc nào làn da mình cũng đẹp hết. Còn trên 30 tuổi là cái collagen càng ngày càng mất đi, cho nên da mình nó bị nhăn, rồi bị người ta gọi là trùng nhão, rồi nó nhăn, bị lão hóa đó. Nói chung là khi mà rồi chúng ta tàn nhang nữa đó, cho nên á là Angel cũng khuyên là quý vị nào mà muốn cho mình có một làn da đẹp hay là không bị đau nhức thì cứ đến tiệm Angel để mà mua nước collagen này. Thì mỗi một hộp á là trong cái hộp như vậy thì có 10 chai á Oanh. Mười chai, mỗi ngày mình uống một chai. Và cái mùi vị của nó rất là ngon, ngọt, thơm và chua chua. Để trong cái tủ lạnh, mỗi ngày mình uống một chai trong 3 tháng đầu. Dạ vâng. Sau đó mình 3 tháng sau, những cái tháng sau thì một tuần mình chỉ uống một chai thôi. 3 chai. Thì đó là nước collagen. Và bây giờ Angel sẽ giới thiệu. Đúng rồi, cái nước collagen này là cái giá cũng không có cao. Trong những cái buổi lễ thì tiệm Angel được sale rất là nhiều. Angel thấy nhiều cái khách đến mua nhiều lắm. Và bây giờ là Angel sẽ giới thiệu đến cái phần thứ hai nữa, đó là đông trùng hạ thảo với Oanh. Đông trùng hạ thảo thì hình như là sanse mình ai cũng biết hết á. Thì đây là đông trùng hạ thảo của Nhật, 100% làm tại Nhật, cũng là trong một cái hãng mà có trên 40 năm rồi, rất là uy tín. Thì cái đông trùng hạ thảo này là nó là có 120 viên trong cái chai đông trùng này. Và
cái giá cũng không có cao, giá đúng của nó là 75 đồng, mua 2 hộp được tặng 1 hộp. Nhưng mà những ngày lễ là đang có big sale rẻ cho nên quý khách đi ngang tiệm mua rất là nhiều. Đông trùng thì nó giúp cho mình là về phổi, hen suyễn. Những người mà mùa đông này nè, ho hen suyễn nhiều thì nó là hay lắm. Rồi giúp cho mình về cái những người mà đi tiểu đêm nhiều, về bổ thận. Hãng này cũng có Fucodan nữa, đó là Fucodan cũng rất là nổi tiếng nha quý vị. Nhất là cái Fucodan này trong cái hãng Pfizer này có trên 40 năm rồi, mà nó được kiểm nghiệm nữa. Cái Fucodan này là Angel thấy nhiều khách nói là như sáng nay cũng có mấy người khách ở xa gọi Angel à. Anh uống cái Fucodan của Pfizer Ben này rất là khỏe. Anh đã uống nhiều hãng khác nhưng mà cái hãng Pfizer Ben này anh thích lắm. Thì giá nó là 80 đồng mua 2 tặng 1. Và cái Fucodan này thì Quanh biết rồi là mình giúp cho mình cái gì đó. Đó, Quanh hồi nãy Quanh nói là giúp cho mình là ngừa cancer. Và giúp cho mình nó làm, nó là làm bằng cái tảo nâu ở lòng biển đại dương. Và nó là kết hợp với lại nấm Aricus. Hai chất này kết hợp lại với nhau sẽ giúp cho mình đẩy đi những cái chất độc tố từ bên trong cơ thể ra ngoài và chống những cái vi khuẩn vào cơ thể mình nữa. Và giúp cho mình gia tăng tuổi thọ. Thì Fucodan nó là như Quanh nói là ngừa ngừa ung thư đó. Thì những ai mà nên là muốn ngừa bệnh hay là mình đang có bệnh cũng uống được thì giá cũng không có cao lắm nha quý vị. Và nữa đó là cái hãng này nó có một cái hay nữa đó anh, là cái này là Supreme Food, là sinh tố trái cây. Thì trên đây là quý vị nhìn thấy là có một cái ly đó, thì cái trong đây á em chầu đọc á là thấy có mười mấy loại trái cây á anh. Thì trái cây là giúp cho mình da đẹp, nhưng mà đây là trong đây là như là có wheatgrass nè, rồi có cỏ non, rồi chorea là tảo xanh, rồi có chia seed. Nhiều trái cây như trái kiwi, trái strawberry, trái orange, apple vân vân, rất là nhiều mà uống rất là ngon. Con của Angel là kém ăn uống lắm nhưng mà lại thích uống được cái ly này là nhờ có cái strawberry á, cái mùi vị rất là ngon. Trong đây dễ lắm, mình có cái muỗng nè, mình chỉ cần múc một muỗng với lại một cái chai nước suối nhỏ như vậy thôi, là mình pha với bỏ vài cục nước đá thôi là nó đã rất là ngon rồi. Là có một ly sinh tố chỉ có 20 đồng thôi, là mình mua 5 bịch tặng 1 bịch. Trong cái hãng pha trà ve này còn một thứ nữa anh, đó là cái chai pha sáp là làm giảm cân. Giảm cân thì chắc anh cũng rành lắm, quý vị nhìn coi. Nhưng mà em trời biết anh không có uống giảm cân đâu, tập thể dục một ngày 2 tiếng luôn á. Quý vị nhìn body rất là đẹp, rất là đẹp, đẹp lắm. Mỗi lần ra tiệm là ai cũng khen hết cái body quá đẹp, nhưng mà em trời biết quý vị không có tập nổi đâu, cần mỗi ngày uống một cái viên phai sáp này thôi. Dạ vâng, nếu quý vị nào mà thích tập thể dục thì quý vị sẽ có được cái thân hình như ý. Nhưng mà nếu mà có nhiều người bận rộn quá thì chúng ta nhờ đến thuốc mà với cái này á, nó cũng an toàn lắm, nó có trên 40 năm ở tại Nhật nữa, nó có kiểm nghiệm nữa quanh, và nó là không có phản ứng phụ bởi vì nó làm bằng rễ cam thảo đó, cho nên nó là rất là an toàn. Quý khách uống một ngày chỉ một viên thôi, và cái viên của nó hay nữa là nó rất là nhỏ mà nó ở trong nó là nước cho nên dễ hấp thụ lắm, không có bao giờ bị phản ứng phụ. Một ngày chỉ một viên thôi, một chai có 30 viên là có 45 đồng thôi. Quý vị uống được một tháng thì những em chào có nhiều với khách đến là mua cái sản phẩm pha trà ben này là thích lắm, về còn mời thêm con trai con gái rồi cả gia đình ra để mà mua cái pha trà ben giảm cân này. Và còn có trà xanh đó anh. Trà xanh này là bỏ vào nước hòa tan thôi. Trà xanh thì giúp cho mình dễ tiêu hóa nè, rồi cái trà xanh cũng giảm cân nữa. Trà xanh này là giúp cho mình Angel nhớ là nó giúp cho mình thanh lọc cơ thể. Đó, thì thời gian mình cũng không còn nhiều nữa anh. Dạ vâng, đi quá nhanh, chắc lần sau phải nói với đài chắc cho cái thời gian dài hơn. Tại vì nhiều khi lên một cái show như vậy mà mình chỉ nói những cái sản phẩm qua như thế thì giống như là mãi võ sơn đông quá, đúng không? Nhiều khi không sao, mình cũng muốn là những cái sản phẩm này mình có thể mình nói nhiều hơn nữa để mà cho cái quý khán giả được hiểu sâu rộng hơn, chứ mình đi từng sản phẩm này qua sản phẩm kia liên tục thì khó có lòng mà nhớ được. Ngọc Anh nghĩ là không còn cách nào khác thưa quý vị. Còn cách nữa thì khách đến tiệm sẽ có một cái tờ này để mình đọc, mình sẽ hiểu thêm. Dạ vâng, bản thân Ngọc Anh ngồi
trước mặt chị Angel đây mà nghe chị nói mà lùng bùng. Tại vì cái nào cũng tốt, cái nào cũng hay hết, cái nào cũng làm giúp cho cơ thể mình tốt và làm cho mình không những là sức khỏe tốt mà làm cho mình ngày càng trẻ đẹp hơn. Thì còn có lý do gì mà quý vị không đến với Angel Beauty? Thưa quý vị, rất là dễ kiếm trong khu Grand Century Mall. Quý vị có thể đến và gặp chị Angel, một người rất là vui vẻ, cởi mở và dễ thương như thế này, sẽ giúp cho quý vị những cái sản phẩm giúp cho quý vị ngày càng khỏe, càng trẻ, càng đẹp. Ngọc Oanh cảm ơn chị rất là nhiều và mong sẽ có nhiều cái chương trình khác như thế này để giới thiệu đến quý khán thính giả của Đài Nét Việt TV. Cảm ơn chị đã đến ạ. Em chào mến chào quý thính giả. Chào Ngọc Oanh và chúc quý thính giả lúc nào cũng khỏe, trẻ, đẹp. Và nhớ đến tiệm Angel để mà mua những cái sản phẩm của Pha Trà Ven rất là tốt và giá cũng cũng rẻ, không có, tương đối rất là rẻ, không có mắc. Angel mến chào quý thính giả.